thưa phỉ nọng hết nẻm cảm tại của bà hồ mưa công tác dân vận, thẻ khẩu công việc đẩy trao. Phòng văn hóa thông tin huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã đăng ký mô hình dân vận khéo. Chướng xe, chướng dùng nghề tắm hút thủ công truyền thống của phỉ nọng cần tài tỳ phuông. Mô hình đẩy công nhận lè điển hình mô hình dân vận khéo tứ pi song xiên nhị rích, thân pi song xiên nhị rích nhì, rú tỷ phuông. Ừ, cả này nghề tắm húc nhặt nhọm sửa khóa của cái của bị nọng cần tài là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh bắc cạn đã đẩy công nhận cấp quốc gia bại thình của cái đẩy hết óc tứ nhập nhọm tắm hút là bại thình của cái cần diếu xe cáp sáu hết du lịch rú tỷ quân bệnh tỏ mời nhập nhọm tắm hút thải nháng càng vằn càng mì nọi cần hết Nhòng nắm mì lai cần son tèo thử sắm ón tứ mô hình đăng ký phòng văn hóa thông tin huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã hử bại nghệ nhân pay chồng ngồi xe son mửa tám húc nhập nhọm rú bại tỉnh đai lăng vừa son mà đơn vị đã cáp sáu bại nghệ nhân khai bại lớp son hử pi nọng phụ nữ phấn lai rú bại bản còn hết du lịch rú sở sảng té ba bể bại lớp son này mì lai cần nèm son trang tí mì lai cần ón lan ngờ ngòn bại bả bà, bại mé bây con son tẩy hứ lan xe lan chắc nhập nhọm lai hơn thêm xe nghề tắm húc đẩy chướng chắp và đẩy hết lai hơn thêm phòng văn hóa thông tin huyện ba bể đang ngồi bại cần nắp điếp xa dự khe hết óc đẩy lai like của cái tứ nhập nhộm tắm hút đây hơn thêm khe dùng ăn vằn hết óc lai thỉnh của cái của tới kế. và khe khai vằn càng lai like. nó bại thình của cái nem tới kế. lè cùng son nhập sổ thình biót đây mớ mẫu mã đây hơn cò phấn hết óc số thinh của cái xe khai hử khét du lịch sú búng du lịch bản bác ngồi đẩy đây hơn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn đang khảo sim hết nềm đề án du lịch xứ huyện Ba Bể tứ pison xien nhị ship S, thân pison xien nhị ship hạ ngồi xe hết thân pison xien sam ship trang tỷ khảo sim hết du lịch cộng đồng Nghe nhập nhọm tắm hút phải nháng của vị nọng ét Lê rú búng pé ba bể, đang đẩy trướng trực đây, đã pèn nghề truyền thống đây mẹt, trói lai cần chắc thân và nát trồng, nát mà trái tròn, liền liều rú búng pé du lịch ba bể, lai hơn. Bác ngồi lễ ép trang bại bản của xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, vận chướng cháp đẩy bại dương văn hóa đây mẹt của dân tộc Tài, Tỳ Phuông trang tỳ nghề nhạp nhọm sửa khóa phải nháng tẩm tới ké lễ bại dương đây của di sản văn hóa phi vật thể vận đẩy chướng chấp ao khe trang lai like tới quá mà có nảy mưa nghề nhạp nhọm rú tì phuông nảy mì pưa bẹn cả đạ mèn tả bay nắm nhằng cần hết kỳ lai like. tọ tứ pưa du lịch cộng đồng đại khảo khiêm hết lè kỳ pi sở nảy sầu lườn rú sạ nam mẫu, teo hết nghề nảy to tèo, Hết óc lai thỉnh của cái hử vi nọng sở quê thân dương trồng. Bắc... Khói cái khứn lê đạ đáy đá, bú ra bá mé son tẩy hứ khói. Hết nghề nhập nhỏm sứa khóa phái nháng của dân tộc Tây. Thân cá này đáy nhà nước khảo xim Khay bảy lớp son son tèo hứ sắm ón ca này lục lan xe đáy son tèo bảy nghề nhập nhỏm sứa khóa thái nháng xe chướng chắp mưa lăng xe chướng trực bại giường văn hóa đây mẹ của bị nọng bại dân tộc xú tỷ phuông trang lì ngắm quá huyện ba bể sườn xì khảo sim thông hết bại lễ hội truyền thống Chướng trực đây bại di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Chướng trực bại lèo điệu dân ca của dân tộc Tỷ Phuông, cáp sáu hết du lịch cộng đồng Homestay. Nghe nhập nhọm, tắm húc thải nháng, mùa hèn của Pì Nọng, Cần Mông. Hết nêm đề án, hết mưa du lịch của huyện, Lê Phong đã cả khứng tạng nưa, và hết kế hoạch khai lớp son mưa nhập nhỏm hứ pi bại búng bại tì hết mưa du lịch trang tì khẩu sim hết số bán bác ngòi xạ nam mẫu son cả sáng cả pinon. nào nhiệt nem son lớp nhập nhỏm tắm hút thái nháng. trang xì son cả lỏng liệt lẻ mì xí xíp xí cần nem son lăng lớp son đáy dương cáp hạp của nghề tắm hút nhập nhọm sửa khóa của bị nỏng cân tay bừa con sáu bảy thình của cái của bị nỏng hết óc lê lầu xe hét óc lai thình của cái đây hơn khe hử bị nỏng sở quay thân dương trồm và xa dự để biết và để học và làm theo nhòng du lịch lè ngành kinh tế cáp hạp sáu lai thình lai dường. Nhòng vẹn, mưa hết du lịch, cùng cẩn lèo lai cần xài hết, xài khảo liêm thân. Chướng trực di sản văn hóa, lịch sử, cáp sáu hết du lịch, lèo đẩy bại cần xú tí phuông, hết nèm con. Mái vẹn chăn mà hử hăn, mái cạn du lịch cộng đồng xú huyện Ba Bể đã bay khẩn, đẩy hết đây, tọ lai cần vận sằng chăn khảo kim thân hết bại giường cẩn xíu mửa du lịch quá tỳ, sàng đầy lai cần thân xương trầm liền liều, rú tỷ phương sáu bại hưa tròi của nhà nước lê huyện cùng lọng liệt lai cần hưa tròi đai, xe hết bại giường cẩn xíu rú tỷ phương hết óc lai của cái đây xe hết du lịch Bệnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa lịch sử, lễ hội, tâm linh, thể thao mạo hiểm, liên liêu giải trí, hết bại dịch vụ du lịch, hết mô hình thủ công truyền thống, bại thình của cái du lịch, bệnh mô hình nhập nhọn sửa khóa truyền thống của vị nọng cần tay, hết bại thình bióc, rú sửa khóa của vị nọng cần sau, cần mông sáu lai tải nài lồng lèn xe chướng chắp bại giường văn hóa đây mẹ quỷ phèn cáp sáu hết du lịch trang bại phi sở nảy mưa hết du lịch của huyện ba bể tỉnh bắc cạn đạm mì đài lai giường đây mẹ mái phèn ngành du lịch của huyện vận sang hết đây mưa du lịch tối sáu bại giường sạn mì của tỷ thuông sang mì đây đo của cái tua cần mưa két hết du lịch vận nhằng lai khó khăn mùng tùng lai cần sàng đẩy son quá bại giường cẩn xíu giường đây xe hết du lịch sàng tì bại việc mưa văn hóa mái cả đã đẩy khẩu sim cáp hạp xe hết du lịch tọ vận sàng hết đẩy đây sàng tì bại việc mưa chứng trực văn hóa dân tộc mái cả đã đẩy khẩu sim cáp hạp xe hết du lịch tọ vận sàng đẩy hết đây của cái khe hết du lịch sang mì lai thình, lai giường,